Nếu mà có thể kỳ hạn lên mối tình yêu này được, anh hy vọng là được 10.000 năm. Anh bất chấp người ta nói thế nào, và anh cũng không sợ đời sau sẽ có 1.000 người thóa mạ anh, chửi rủa anh, thì để một mình anh đảm nhận hết.